Rồi, hello, xin chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đã trở lại với Xe Máy Thành Tâm. Thì theo yêu cầu của một cái bạn khán giả trên YouTube là có nhờ mình review dùm một cái con SH màu vàng này. Thì hôm nay hổm rày mình chuyên review về tính năng rồi mấy cái điều hay ho trên một con SH không à, hoặc là báo giá này kia. Thì hôm nay là một cái này là một cái video review riêng con này theo yêu cầu của khán giả đó nha. Đó thì bây giờ mình sẽ mô tả sơ sơ về con xe này cho bạn đó biết các thông tin về nó nha. Thì con này là con SH125ABS đời 2017 nha bạn. Đó, con này là 2017 125ABS. Con này là nó đang có màu vàng. Màu này không phải là màu màu xin của dàn áo của hãng Moga nha các bạn. Dàn áo này là đã được sơn lại. Đó, do được chủ cũ sơn lại nha các bạn. Do là chủ cũ thích màu vàng mà không thích vàng bóng mà thích vàng nhám. Đó, nên là chủ cũ đã sơn lại nguyên con. Dàn áo vẫn là dàn áo zin của xe nha các bạn, chỉ sơn lại màu vàng thôi. Đó thì trong cái biên bản mà 2020 hiện tại bây giờ á thì Hồng Đức của hãng Honda nó có ra một cái màu vàng bóng nhìn rất là đẹp nha các bạn. Đó thì con này không phải vàng bóng mà vàng nhám. Thì vàng nhám thì lúc nào cũng vậy, vàng thì chúng ta sẽ đi với đen. Đó, đi với mâm đen, phuộc trước đen, lốc sau đen và mâm sau màu đen luôn nha các bạn, cản đen luôn. Thì nhìn như vậy thì mới cứng xe. Thì con này là biên bản 125ABS. Đó thì ví dụ như con này rồi, mình công bố giá bán luôn. Con này hiện tại bên mình đang bán với giá là 81 triệu nha, 81 triệu nha các bạn. Đó thì ví dụ như mà trên video này ai thấy cái video này rồi thì có thể mình sẽ giảm giá, thấy không? Các bạn mua xe trên video các bạn nói ừ, tôi xem trên cái video đó đó, tôi thấy anh đang kêu giá 81 triệu nhưng mà các bạn cho ai đang xem video á thì mình bán giá 80 thôi, mình sẽ giảm cho các bạn 1 triệu nha. Đó thì khi mà các bạn xem video của mình thì nhớ chia sẻ video của mình nha. Đó, chia sẻ video mình giùm cái thôi, mình giảm cho các bạn 1 triệu luôn. Đó, mình chỉ bán là 80 triệu thôi. Đó thì hiện tại bên cửa hàng mình cũng đang còn hai con biên bản CBS đó 125 đời 2017 và 2018. Thì hiện tại bên mình đang bán với giá là khoảng 73 triệu nha các bạn. Còn con này ABS thì bên mình bán 81 nhưng mà trên video này chỉ bán 80. Đó, giảm 1 triệu cho các bạn luôn. Chế độ bảo hành vẫn còn vẫn bảo hành 6 tháng rồi này kia đầy đủ. Đó, rồi thôi, lại đây mình sẽ cho các bạn xem Odo nè. Rồi cũng như là các cụm công tắc điều khiển đầu này kia ha. Odo là 7.200 nha các bạn. Ủa lộn, 7.000 thôi. 7.000 thôi. Đó, xe cũng còn rất là đẹp, các cụm công tắc đầu này kia cũng còn rất là mới nha. Đó. Rồi. Cốp. Sổ bảo hành gì đây nè, sổ hướng dẫn sử dụng gì còn á nha các bạn. Đó thì cái chỗ này hôm bữa mình có trong cái video mà so sánh giữa con mẫu cũ và mẫu mới thì mình có nói là con mẫu mới nó đem bình xăng dưới. Thì con mẫu cũ bình xăng nó ở đây. Đó thì hôm nay sẵn mình nói các bạn luôn nè. Con mẫu cũ bình xăng nó nằm ở đây. Nó che lấp đi cái không gian của mình, mất hết một không gian. Còn con mẫu mới 2020 á nó lấy cái bình xăng này nó đem xuống dưới phía dưới. Thì ở đây chúng ta lại có một không gian nữa để chứa đồ nha các bạn. Đó. Cũng một đó là một điều cải tiến của H2020. Rồi, thôi video này vậy thôi. Mình báo giá rồi, quay chi tiết sơ sơ. Thôi mình sẽ quay chi tiết đi. Rồi, quay một vòng chi tiết nữa rồi mình kết thúc video ha. Đó, quay một vòng chi tiết, quay mâm đĩa nó này kia cho các bạn xem ha. Đó, ABS nha các bạn. ABS thì có cái cảm biến. Cảm biến ABS. Rồi. Đó, và sau lốc thì được sơn với màu đen rồi nha các bạn. Đó, lốc thì đã được sơn màu đen. Con này mang biển số 65H1 nha các bạn. 65H1 38114. À giống 114 ha. Rồi 114 115.
Đó, rồi chi tiết cho các bạn xem chi tiết ở phần ốc sau này, này kia nè, gấp đồ vẫn còn rất là đẹp, các chi tiết còn rất là đẹp nha các bạn. Đó. Đấy. 80 triệu, 80 triệu. 80 triệu cho một em SH mẫu cũ 125 ABS nha các bạn. Rồi. Ai thích em này nhanh tay đến cửa hàng hốt liền nha, với giá chỉ 80 triệu, được giảm giá 1 triệu trên video này. Rồi. À, video này mình xin kết thúc tại đây ha. Các bạn nhớ like, đăng ký kênh của mình nha. Nhớ like, share, đăng ký kênh và bấm chuông nha các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn.